Không phải còn bệnh. Cho cái này ha. Bắt đầu suy tính là lấy cái siro ba cơ. Ừ. Dạ. Chị nói đem có 7 triệu à. Ở Bình Dương. Dạ. Con này cũng ngon. Pixie Bình Dương. Nãy xuống tính lấy siro ba, giờ thấy Yuki là lụm Yuki thôi. Yuki luôn, tại vì trên là cũng có 1,5 triệu à, ngon hơn thì mình lấy. Đúng rồi. Đi cầu vượt xuống phòng đậu anh ra cầu vượt Linh Xuân chứ. Cầu vượt Linh Xuân qua chạy thẳng lên biết khi bên tay trái. Ừ. Ờ bây giờ đi cái ngay đi vô bỏ thì 6 đúng không? Đúng rồi. Anh đã bỏ thì 6 rồi. Dạ. Ừ, ngay bỏ 6 luôn á. Im không? Mai này bệnh em có khép còn cứng lắm. Tại vì chạy là mình thấy dội lên đây nè. Dạ. À. Còn cái dầu nó mặt mức dầu nó nằm từ cái mí đỏ này lên tới đây. Dạ. Nói chung là có cái tim nữa là nó lên dầu. Ha. Không, khi nào mình biết được qua hết dầu. Chỉ là mình sợ là nó không lên là không, cái tim này nó thọc xuống chứ luôn. Đây là cái tim bên trong này hả? Nó thọc hết xuống nè. Cái đó đó. Dạ. À, im thiệt. À, anh mình có kèm sách hướng dẫn gì không hay là ủa? Có kèm gì hướng dẫn gì đó. Ủa sách hướng dẫn không biết. Hôm bữa bên Nhật về coi có tờ giấy đó không? Hướng dẫn của Nhật. Nhưng mà sao mà đâu đây này. Xin lỗi. Tiếng Nhật là sao biết được. Bữa về có cái tờ giấy hướng dẫn trong trong cái thằng công á. Thằng công á. Công cái này. Sợ mua ở xa quá rồi hư rồi mình đi. Ờ vậy rồi. Không. Có tờ giấy hướng dẫn luôn không? Có tờ giấy hướng dẫn là có tờ giấy đó đó đó. À, để nè, để coi sơ đồ sổ chỉ nè chị. Được rồi, đủ thứ. Dạ, thì cái, quăng trong cái này là chỉ có hàng công Nhật thì lâu lâu nó mới có vậy thôi. Hôm nay chuyển cho em luôn ha. Rồi ok xíu nữa đi ông anh ông chở giao cho. Rồi em đi tới gọi 6 anh điện. Dạ, anh nghe gọi 6 đúng không? Bây giờ đặt cọc trước đi. Dạ. Về dưới em trả hết. Dạ chị vô làm giấy, ngày em làm giấy cho chị. À, qua đẳng cấp mà lên sàn giao dịch bà con nha. Quá quá đẹp. Tách sổ Yuki Hà Nội địa Nhật 2414N, hai kim 4 chỉ, nước sơn Vinh, bàn riêng, motor riêng. Nói chung máy này hàng chuẩn nha bà con. Đường lên ấp 26. Vô là chốt liền à. Rồi anh chị em có nhu cầu mua máy thì liên hệ em 0961811069 gặp Tuấn nha. 0961811069 số điện thoại của em ha, Tuấn nha. Rồi chào anh chị. Hẹn gặp lại anh chị ở kênh của em. Theo dõi kênh em thì bấm like và subscribe theo dõi ha. Rồi chúc anh chị nhiều sức khỏe.